ở Con Tum, giới thiệu là cái bài nhạc vừa rồi, một tổng hợp kể chuyện làng Hồ, kể chuyện. Thế thì ta thấy trong đó có nhiều cái đoạn khác nhau, có những variation khác nhau, những cái biến đấu khác nhau, lúc mau, lúc chậm. Mà ta nghĩ rằng là đó muốn chuyển. Thế bây giờ xin Carita anh có thể cho hiểu qua được qua cái bản nhạc của chúng ta vừa trình diễn đó, nói về cái ý nghĩa như thế nào, và người Con Tum, người làng Hồ muốn kể gì về chuyện của mình. Dạ vâng, lần đầu tiên con xin phép thưa cha và thưa quý sơ và quý bà con nhân dân của chúng ta ở đây. Cái bài Hãy Nghe Làng Hồ Kể ở đây thì con biết muốn nói lên hết tất cả những cái gì nói về sinh hoạt cộng đồng của người bản địa ở đất làng Hồ này. Thứ nhất là về sinh hoạt hàng ngày, về cuộc sống, làm việc, sống và có nghĩa là xung quanh gọi là con sông, con suối, hàng ngày đi làm việc gọi là phải lên núi rồi phát nương làm giấy, rồi sinh hoạt hàng ngày thì phải đi săn bắt hái lượm, rồi người phụ nữ thì phải dệt cung cưới, rồi người đàn ông có thể là người ta sẽ đi vào trong rừng chặt cô đứng làm đàn làm này nọ. Thực ra thì cái bài này thì nó mang tính chất gọi là đây là hoạt cảnh, có nghĩa là mình sẽ kể qua từ các cái giai điệu tiết tấu của nó, nên con chỉ làm từ chương nhỏ nhỏ để mình thể hiện. Ta đã hiểu sơ sơ một chút đó, vì vừa nãy ta nghe cái đoạn nhạc đó, các đoạn nhạc chắc đây là một phần thôi, một phần nằm trong cả một cái có thể sau này nó trở thành một cái thiên trường ca, một cái ca. Và cái loại nhạc này đó thì để chúng ta có thể hiểu hơn được thì nó cần có những người diễn xuất, những cái người múa diễn tải một cái kiểu diễn nguyện đó, cùng với cái điệu nhạc thì sẽ có những cái nghệ nhân đó. Và nhất thiết là chúng ta ở đây thì chưa có ai có thể thẩm thấu được cái ý nghĩa của những cái lời nhạc chúng ta vừa nghe. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ được vừa nghe và vừa được nhìn thấy, được chiêm ngắm cái sự diễn tả và đúng với tác giả Carita đã muốn thể hiện với chúng ta. Chúng ta một lần nữa xin cảm ơn Carita và các bạn, chúng ta cho một tràng pháo tay. Bây giờ thứ hai là